Góc bức xúc, cô gái đăng tải clip tố tổ công tác chăm sóc khỉ Vox ở một vườn thú có tiếng tại Hà Nội khiến chúng gầy trơ xương. Theo đoạn clip được cô gái chia sẻ, những chú khỉ Vox ở vườn thú đã gầy gò đến mức đáng thương, thậm chí khiến cho một người lần đầu trải nghiệm chuyến tham quan ở đây như cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với những con vật này. Đợt trước ở Bách Thú Hà Nội thì có vụ voi bị xích chân ấy, xong cộng đồng mạng lên tiếng thì đã được tháo xích rồi, dùng bằng lưới điện rồi. Còn bây giờ này, đợt này là hôm mình đi chắc hôm 15 tháng 10 2023 đấy, những chú khỉ mà nó đói dơ xương luôn ấy, ôi trời, thấy tội luôn. Không biết là chế độ ăn của nó chứ như thế nào, người ta có cho nó ăn không mà nó đói, đói kinh khủng luôn ấy. Này nhìn nó gầy dơ xương luôn, mấy con cơ. Em sẽ quay thêm một cái video ở góc độ này nữa nhé, cho mọi người nhìn xem này. Nhìn nó có đáng thương không, thật sự luôn ấy. Mong rằng là sau những cái video của em nó lên xu hướng ấy, thì người ta sẽ có cái chế độ chăm sóc của nó cho nó khác đi, cho nó tốt lên, chứ em cũng không muốn nó như thế nào đâu. Đây, nhìn cái con Vọc này em rất chi là thương, tại vì nó đứng ở trên đấy nó hú tiếng, xong rồi nó dùng hai cái bàn chân của nó đạp kính vỡ, nó đạp cái kính nhưng mà không thể vỡ được. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ xem xét để các bé được chú ý hơn. Nếu không thể thả về tự nhiên thì sẽ được cho ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt hơn nữa nhé.